rồi, chị có thể xem gương để cảm nhận cái hiệu quả của mình như thế nào sau liệu trình chị nhé. Mình cảm thấy như thế nào ạ? Làm xong nó căng bóng quá ha. Dạ yeah, đúng rồi, cảm giác là... nó rất là căng luôn. Cảm giác mình da của mình nó trẻ lên từ 10 tuổi thì dạ. Nhưng mà thơm mát FLX thì sẽ cảm nhận là nó tác động mạnh hơn cái cũ. Năm ngoái sẽ làm cái này tác động mạnh hơn, do đó tác động mạnh hơn cho nó cái hiệu quả của nó nhìn thấy rõ ràng hơn cái cũ. Ở đây thì mình thấy hai cái rãnh của mình á, nó mất luôn, không có thấy nhiều nữa. Và bên nếp nhăn tại sao quan tâm cái nếp nhăn ở mắt á, nếp nhăn ở mắt nó giảm đi rất là nhiều, dĩ nhiên là mình cảm thấy rất là hài lòng. Dạ cảm ơn chị. Những cái nếp nhăn li ti mà chị cảm thấy là đáng ghét nhất ở vùng mắt của mình nó được cải thiện rất là nhiều đúng không chị? Rãnh mũi má của mình cũng nông lên nè, và gương mặt hai bên của mình cũng thon hơn á chị, thấy nó thon. Dạ chị thấy gương mặt mình ve lai hẳn luôn á chị. Dạ đây là cái hình before after, em có thể gửi chị xem. Dạ em gửi cả nhà xem nhé, cả nhà mình có xem, có thể xem là hình before after của chị Sĩ Thanh nè. Thôi bị ghê nha mọi người. Thôi bị ghê thôi được rồi. Gương mặt mình thon hẳn luôn á chị. Cầm ve lai hẳn luôn nha chị, rất là đẹp luôn. Đó, và thấy da mặt của mình căng bóng và sáng hơn. Đặc biệt là vùng mắt của mình nó điều trị luôn cả cái quầng thâm mắt cho mình luôn quý vị. Dạ. Mình thấy rất là rõ luôn chị nha. Đúng rồi, nó làm khứ được thâm mắt. Và đây cũng chỉ là liệu một cái hiệu quả 10-15% sau liệu trình thôi. Collagen và elastin dưới da sẽ tiếp tục tăng sinh ở tháng thứ 2 và tháng thứ 3. Nghĩa là sau 2-3 tháng nữa chị lại càng thấy mình ngày lại càng đẹp hơn, trẻ hơn nữa chị nha. Wow, dạ quá tuyệt vời rồi. Thực ra thì sẽ rất là tin tưởng với chị Mai, cũng như là thần tượng chị Mai. Chị Mai này có giúp chị Mai nhìn bà chủ khá là nhảy vô đây làm liền. Thế là cho nên là sao mới giao cái bạn đẹp đẹp của mình, cũng như là giao cái mặt của mình ở đây để làm. Thì làm 2-3 lần trước rồi, tới đây để trải nghiệm cái lần trước 3 FNX nữa. Và cảm thấy rất là hài lòng. Và sao sẽ nghĩ là sẽ giới thiệu cho The first organ to get, the first agent is our skin.